Hello anh nhá. Em test cái bệt Toto để em gửi cho khách này. Em hướng dẫn qua cách sử dụng đã rồi em sẽ test sau các bác nhé. Cách lắp thì nó rất là dễ thôi. Đây. Nút stop này, rửa xong mình nhấn nút này là tắt đi nhá. Vệ sinh chung góc thấp này, vệ sinh chung góc cao này, vệ sinh phụ nữ này. Nhấn 2 lần là rửa massage, cái cần nó sẽ chạy đi chạy lại. Thì em sẽ test cho các bác xem. Hai nút này điều chỉnh áp lực nước. Đây là mạnh này, đây là nhẹ. Nó có cái đèn nhá, 5 đèn nó báo này. Đấy. Đây là chức năng khử mùi điện này. Bình thường cái quạt khử mùi bên trong thì nó chạy lưu diêu ấy. Mình sờ tay vào đây này, mình sẽ hơi cảm nhận được cái gió nó chạy nhá. Đây là cái đèn cài nước nóng này, nó sẽ có 5 cái vạch đèn đây nhá. Đây là trên đây là cao nhất này, dưới đây là bé nhất này. Rồi mình cứ ấn thôi. Lúc nào nó hết không lên đèn nữa là tắt đi. Đây, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Sau đó lại 4 3 2 1 tắt. Đấy, mùa đông thì các bác bật, mùa hè tắt đi nhá. Nước nóng này, sửa ấm bệ ngồi này. Đấy, nó sửa ấm cái bệ này. Đây là tắt đi trong vòng 3 tiếng hoặc 6 tiếng hoặc 9 tiếng là tắt ở cái nút này, là hẹn giờ tắt. Mình bật lên này, là nó tắt đi 9 tiếng sau sẽ bật lại. Đó, đây là nút tiết kiệm điện, mình bật lên cũng được, không thì tắt đi nhá. Đây là nút vệ sinh vòi phun này. Các bác ấn thì cái vòi sẽ thò ra để cho mình lau rửa cái vòi. Đấy. Đây thì là nút khử mùi tự động. Đây nút tắt nguồn hẳn đi nhá. Tuy nhiên thì cái chức năng khử mùi ấy thì nó sẽ không hiệu quả đâu. Tại vì cái khử mùi thì các bác phải thay cái cục than hoạt tính thường xuyên. Một cục than này nó khá đắt lắm, mấy trăm nghìn cục than. Đó nhá, một cục than thay vào bên trong bệt cơ. Cho nên là cái chức năng khử mùi nó cũng bây giờ nó còn thôi nhưng mà nó không còn tác dụng mà nó không hiệu quả. Muốn hiệu quả là phải thay cục than hoạt tính bên trong. Khá đắt, coi nhá. Bên hông này nó có một cái công tắc cảm biến người ngồi nhá, khi mình ngồi vào mình mới điều khiển được. Test muốn test thì bác phải che cái này đi, cái tay che cái bên này đi nhá. Đây test cho bác xem này, chức năng dinh phụ nữ trước nhá. Đây bệ nóng này, nước cũng nóng. Chức năng phụ nữ thì nó sẽ ra nhẹ thôi nhưng mà nước sẽ nhiều hơn. Đây nhấn 2 lần này, massage này. Đấy. Cái cần nó chạy đi chạy lại đây, dừng lại đây, nước nhẹ đi này. Chuyển chức năng vệ sinh chung nha. Thằng này xịt mạnh hơn này, thằng này xịt nhẹ hơn này. Thằng này góc thấp, thằng này góc cao. Massage. Mạnh nhất này. Đó, rất là mạnh luôn nha. Cũng có massage. Đây, ấn nút này tắt đi nhé. Giờ tốt để tắt đi này. Mình rửa xong mình ấn nút stop ấy, quạt khử mùi nó sẽ mạnh hơn. Tắt ấn nút này nó sẽ nhẹ đi, mạnh lên. Rất là dễ dùng thôi. Mùa hè thì mình tắt hết các cái nước nóng này. Chỉ cần chỗ ngồi mình tắt đi, tắt hết đi. Đây nha, đang chạy chế độ khử mùi ấy, thì nó chạy có chưa đến 7W. Em cho cái khử mùi nhẹ nhất này. Khử mùi nhẹ nhất thì chỉ có 5W thôi. Còn nó chạy cái quạt khử mùi một lúc nữa thì nó xuống có 1-2W thôi. Làm lấy cái đế nha, em hướng dẫn các bác cách lắp luôn. Đây là cái đế cài của cái bệt Toto. Đế cài này là đế cài mới luôn nha các bạn nhé. Hàng bãi nó về thường thường là chắc không có đủ phụ kiện đâu. Đây này. Đế cài là đế cài mới. Thì cái đế cài này rất là dễ lắp thôi. Các bác đặt cái này lên trên cái bệ nha các bác. Cái lỗ ốc ở đây này, nó là tiêu chuẩn chung rồi, nó sẽ vừa hết các bác nhé. Mình chỉ có điều chỉnh là cái giữa cái lỗ này này, tức là điều chỉnh độ xa gần thôi. Còn cái ốc sang ngang là tiêu chuẩn chung rồi. Các bác xoáy cái ốc của bệt thì mình lắp cái này vào thôi. Sau đó đút con ốc cao su này, gọi là lắp lên cao su rồi mình vặn chặt nó vào. Đấy, các bác vặn chặt vào cái bệt nhà mình nhé. Đầu tiên mới lắp thì các bác vặn vừa vừa thôi. Đây các bác bắt làm sao cho em này. Hai cái cá ở đây này, nó quay ra ngoài nhé. Ví dụ như cái bệ sứ nhà mình ở đây này. Đây, mình đặt như thế này. Đặt như vậy là ngược này. Đặt như vậy là ngược, các bác nhé. Đặt quay ra như thế này.
khi mà lắp xong rồi thì các bác bê cái bẹt này, các bác lùa vào nghe kêu cái cạch một phát là nó sẽ ôm vào hai cái ngàm này là được các bác nhé. Lúc nào nghe cái cạch phát là được. Lần sau muốn rút tháo cái, nếu mà tháo cái bẹt ra thì đây bên hông này, hông này nha các bác nhé, nó có cái nút này, đấy, nó có nút, có cái mũi tên này, mình ấn nó vào nhá, ấn vào và lôi cái bẹt ra là nó sẽ ra. Đấy, ấn vào và lôi cái bẹt ra nó sẽ ra. Còn cái đế này nó cứ nằm ở cái bẹt vậy thôi, nằm ở cái đế sứ thì mình vậy thôi. Đó. Đây là chỗ để lắp dây cấp nước này. Dây cấp nước này thì nó giống như cái gen của mình thôi. Em sẽ gửi cùng cho các bác là sẽ có một cái dây cấp nước nhé, các bạn vào đây. Còn cái đầu kia thì cũng bằng một cái đầu, có một cái đầu tê gen luôn rồi. Đây lấy luôn tê gen các bác nhá. Đây nha các bác nha, có sẵn một cái tê gen này. Tê gen là do cao su thì em sẽ gửi cho các bác đầy đủ hết nhé. Cái này các bác vặn vào cái của nhà mình thì nó sẽ chia ra thành hai cái đường này thôi. Một cái đường các bác lắp ra vòi cổ ngỗng nhà mình nhé. Một cái vòi thì vặn cái dây của cái bẹt. Đây ví dụ như đây là cái dây của cái bẹt này, vặn nó vào thôi. Đấy, cái này là vặn vào tường của nhà mình, như thế là xong. Cái này thì vặn vào cái bẹt này, thế là xong. Cắm điện 100V nhé. Còn đây là cái phích cắm chống giật này các bác này. Phích cắm chống giật các bác nhé. Đây, các bác cứ cắm điện như bình thường thôi. Đấy, nếu mà cái đèn này nó sáng này thì là cái phích này nó ngắt rồi nhé, nó giống như một cái áp tô mát chống giật thôi, có sự cố nó sẽ ngắt. Đấy, các bác ấn này vào là được này, ấn nút to này xuống nhé. Còn nếu mà nó lên đèn như thế này là cái áp này, một là cái áp hỏng, hai là cái bẹt bị dò điện. Đấy, lâu ngày thì các bác sẽ test cho em giống như cái áp này mình ấn. Đấy, nó còn nhạy như vậy là ok nhé. Đầu tiên khi mà lắp cái bẹt vào các bác nhé, bên trong cái bẹt này nó sẽ có khoảng tầm độ nửa lít nước. Bên trong cái bẹt nó có một cái bình nước để đun nước nóng ấy. Đây này, giống như cái bẹt này này, giống như cái bẹt này là nó bị bên em phá ra này cho các bác xem này. Nó có một cái bình đun nước, bình nước như thế này. Đấy, thì đầu tiên khi mà gửi đi ấy, bên em là sẽ xả hết nước đi rồi để cho nó đảm bảo trong quá trình vận chuyển nó không bị chảy nước ra ngoài. Khi mà các bác lắp vào xong xuôi hết tất cả mọi thứ rồi, các bác ấn nút, các bác test, các bác rửa ấy, thì các bác cứ kệ cái vòi nó chạy ra như thế vậy. Đây, như này là em đang khóa vòi nước rồi nhé. Các bác cứ kệ cái vòi ra như vậy, tầm 1 phút đến 2 phút nước nó sẽ vào đầy bên trong cái bẹt thì nó sẽ chảy ra ngoài. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Ok các bác nhé.